đam mê thời đó nó không bằng máy móc như bây giờ. Radio có cái chương trình ca nhạc thì bắt đầu ngồi, bắt đầu ghi và nhớ từng lời, xong lại ghi từng chữ, máy rất là kinh khủng. Và cuối cùng là san ra một cái quyển sổ rất là nhỏ, viết chữ thật đẹp. Mỗi lần ra chơi thì mấy chị em cùng ngồi túm lại để hát, hát bằng tất cả những cái gì thật nhất từ cái giọng thật của Hà, chứ không phải là giọng giả thanh như giọng opera nữa. Em hát nhạc trẻ không có quen không? Lên lúc hơi cao nó hơi bị nhát, nhưng mà lên lúc mà lên opera thì em tự tin nhanh hơn. Mình lại quay trở lại cái thời chưa có kỹ thuật, trở lại cái thời kỳ mà ngây ngô, cái buổi mà hát bằng tất cả những gì thật nhất. Và Hà hy vọng rằng những cái gì nỗ lực mà Hà đã tập luyện hàng ngày thì sẽ được khán giả đón nhận. Thưa quý vị, và ngay sau đây sẽ là phần thi của thí sinh Phạm Thu Hà. Quý vị yêu thích hãy soạn 09 gửi về tổng đài 8369 cho Phạm Thu Hà. Và ngay bây giờ 5 phút bắt đầu. Đừng xa vội xa em, vội sớm câu vĩnh biệt. Giận chi em, lời nói em gió hoàng. Lòng em còn yêu anh, còn nhớ mong khắc hoài. Một mai đành xa nhau, khổ đau anh có biết. Trời xanh còn âm u, ngày bão giông nắng lừa. Biển xanh thật em ru, còn thét vang sóng đổ. Tình em dành cho anh, còn mãi như hơi thở. Một mai đành Phạm Thu Hà. Xin cảm ơn hai vũ công Đình Lộc và Xuân Thảo. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Có cần Thanh đỡ xuống không? Hôm nay Thu Hà mặc chiếc áo váy này đẹp quá. Anh Lê Hoàng thân mến, cái tuần trước á, anh nói là Thu Hà mặc cái áo có cái miếng vải von á, anh cần có cái quạt máy nó thổi bay bay bay. Hôm nay bay cỡ này đủ chứ anh? Dạ. Quá đẹp. Phải nói rằng hôm nay bạn bày quá đẹp. Rất đầu tiên á, khi Trấn Thành giới thiệu nhầm tên bạn là... Khoan anh, em xin cắt anh một tí thôi để bảo vệ quyền lợi cho Thu Hà. Là trước khi anh nhận xét thì Thành cũng xin nhắc quý vị là chúng ta vẫn còn 2 phút nữa để bình chọn cho Phạm Thu Hà. Bởi vì Phạm Thu Hà là số 09. Quý vị nhắn 09 và gửi về cho 8369 bình chọn ngay cho Phạm Thu Hà. Mỗi thêm bao tối đa 2 tin nhắn nha. Dạ, mời anh tiếp tục. Khi mà Thu Hà chưa bước xuất hiện, nhưng mà chắc là Trấn Thành hồi hộp quá,
Cho nên là mới nói nhầm là Minh Thư. Đến khi Minh Thư ra thì thấy tôi ngồi đấy, tôi nghe khán giả ồ lên nói trời ơi sao Minh Thư hôm nay đẹp ra nhiều thế. Nghĩa là xưa nay Minh Thư vẫn đẹp rồi, nhưng mà Thu Hà làm cho Minh Thư còn đẹp hơn rất là nhiều. Về cái phần trình diễn của bạn thì tôi có thể nói là trang phục thì tuyệt vời, phong cách trình diễn cũng rất là tuyệt vời, rất là chuẩn mực của một cái người hát opera. Còn về bài hát ấy, thì lúc đầu tôi biết là bạn hơi hồi hộp một chút, nhưng mà phần sau ấy, nhất là cái đoạn ngân cao đó, thì cái chất giọng của bạn ấy, nó làm cho bài hát có một cái giai điệu, một cái sắc thái rất là mới. Đó là điều mà tôi nghĩ rằng là không thể phủ nhận được. Xin cảm ơn những lời nhận xét của anh Lê Hoàng. Và thưa quý vị cũng biết là Vẫn Hát Lời Tình Yêu là một trong những bài hit của ca sĩ Hồng Nhung. Nên bây giờ em mời chị Hồng Nhung nhận xét bài hát của mình đi ạ. Đầu tiên đúng là phải cảm ơn anh Lê Hoàng, bởi vì show lần trước ấy, thì anh nói rằng là có cái áo cần phải bay lên như là Trấn Thành nói. Thì đến hôm nay cũng xin cảm ơn đạo diễn của chương trình, bởi vì đã để cho em một hình ảnh rất là đẹp. Hình ảnh này có lẽ sẽ để lại ở trong lòng của người xem hôm ở đây và cả truyền hình nữa, một hình ảnh bay bổng rất là đẹp. Và không ai có thể hát Vẫn Hát Lời Tình Yêu với một hình ảnh đẹp hơn như thế được. Rất nhẹ nhàng, rất nữ tính và vô cùng quyến rũ. Và hôm nay thì đúng là Hồng Nhung thấy rằng Phạm Thu Hà hoàn toàn có thể hát cả cái phần opera của bạn với những cái bài hát ở trong nhạc kịch của bạn, và có thể hát một bài nhạc pop 90 như vậy là hoàn toàn có thể được, không có gì xa cách cả. Tuy nhiên, khác với ý kiến của anh Hoàng thì Hồng Nhung cho rằng riêng cái đoạn, cái sự pha trộn giữa nhạc pop và nhạc opera ở trong bài hát này có thể là giống như là không cần thiết đến mức độ đấy, theo như Hồng Nhung. Bởi vì đây là một bài hát rất là giản dị, với cái lời nói là đừng xa vội xa em, vội nói câu vĩnh biệt, một cái lời nói rất là bình thường và nhẹ nhàng, thì không nhất thiết là phải lên bốn tông và hát nhạc opera, không cần thiết dùng âm thanh đó trong bài hát này mà vẫn đủ sự thuyết phục, đủ sự nhẹ nhàng và êm ái. Dạ vâng, xin cảm ơn những lời nhận xét của giám khảo Hồng Nhung. Mỗi người một ý, không biết là ý của quý vị như thế nào. Nếu quý vị yêu thích thì hãy bình chọn cho Phạm Thu Hà mã số 09 gửi về 8369 quý vị nha. Vẫn Hát Lời Tình Yêu với Phạm Thu Hà. Xin cảm ơn. Quý vị và các bạn thân mến, sẽ còn rất nhiều những bài hit của năm 90.